khuôn để đúc cái vỏ bê tông để làm nhà thờ đây. À, hoành này và má xà đấy. Cái hoành này thì bác khách hàng này bác yêu cầu làm có 2m3, 2m36 đấy. Đây, hoành này nhá. Đây là má xà này. Hoành đây. Cái hoành này thì bên em là làm cho khách hàng là mở ra là thành 3 mảnh. Đấy. Hai mảnh hai bên là mình nới ốc ra thì mình dỡ khuôn ra thôi. Chỉ cần nới những cái ốc đây này. Chỉ cần nới những cái ốc đây là dỡ khuôn ra thôi nha bác nhá. Đấy. Hai mảnh hai bên là một mảnh đáy. Đấy, khuôn này thì rất là thuận tiện trong quá trình tháo dỡ nhá. Chúng ta chỉ cần việc nới ốc ra là dỡ được sản phẩm ra thôi. Đấy, xong thì chúng ta lại vặn ốc vào là ok. Đấy. Cái khuôn này thì rất là dễ tháo nhá. Khuôn hành này thì bình thường phổ thông để em đang làm cho khách hàng là 12 x 12. Đấy, dài thì tùy theo khách hàng. Yêu cầu dài bao nhiêu thì bên em sẽ làm cho bấy nhiêu. Còn đây là vỏ má xà này. Má xà thì làm theo yêu cầu. Cao 23 hay 24 hay 20. Có khách hàng thì đặt cao có 18 với 16 thôi. Đấy, tùy theo khách hàng nhé. Còn đây cũng là một đơn hàng cột. Đây là cột đồng đồng nhé. Đầu chân thì nhỏ, đầu trên thì chân nhỏ và ngọn nhỏ và ở giữa thì phình ra. Đấy, đây là cột. Cột này thì để khách hàng đổ trực tiếp. Tất cả cột này là khuôn này là khách hàng đổ trực tiếp nhé. Vì là khuôn đồng đồng hay là khuôn búp măng thì nó hơi khó làm. Nó không như khuôn bình thường là đầu to, hai đầu bằng nhau. Đấy. Đầu to đầu bé thì nó là cùng búp măng. Dưới thì to trên thì nhỏ là búp măng. Còn dưới nhỏ trên nhỏ và giữa phình ra thì gọi là cột đồng đồng. Đấy, quý khách hàng cần khuôn gì nhé, hãy kết nối để bên em sẽ phục vụ hết cho khách hàng nhé.